Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình tại quốc tuấn.info. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta tìm hiểu một vấn đề nữa khi chúng ta làm việc với form trong React.js. Rồi ở đây tôi quay lại cái form chúng ta. Thì tôi sẽ chuột phải kiểm tra phần tử và tab console nha. Ở đây như sau, tôi sẽ có là dữ liệu đây, ví dụ như là AA, BBB, Gmail, CCC và DDD. Bấm submit thì hiện tại dữ liệu được hiện ra. Nhưng lúc này rõ ràng cái form bạn sẽ bằng bị mất dữ liệu đi, phải nhập lại từ đầu, và rất là khó, đúng không nào? Trường hợp tôi muốn giữ lại giá trị submit hiện như thế nào, giữ lại giá trị submit form, được chưa? Thì lúc này chúng ta như sau, bạn quay lại cái phần là src component contact.js, được chưa nào? Thì đơn giản lúc này ở trong đây bạn chỉ cần hiển thị dữ liệu ra là xong. Dữ liệu được hiển thị trong thuộc tính là value của input, đúng không nào? Vậy value ở đây tôi sẽ lấy dữ liệu ra vào cái state, và nó sẽ có là this.state. Và hiện tại cái state đây là gì bạn? Sẽ là ttname. Rồi copy này số this.state.ttname của chúng ta. Tiếp tục save rồi chị thử lại nha. Rồi nó báo lỗi như sau, nó báo lỗi là giá trị thuộc tính value trong input không nên là null. Vì lúc này hiện tại ở đây chúng ta đang đặt cái state chúng ta là gì bạn? Là null. Nên sẽ là gì bạn? Cái rỗng. Được chưa nào? Copy dữ liệu này xuống những phía dưới. Rồi ở đây cũng như vậy, cũng như vậy. Là xong. Kiểm tra lại thì không còn lỗi nữa, đúng không nào? Nhập vào AA, bấm submit. Dữ liệu hiện ra và rõ ràng cái form ta vẫn còn giữ lại giá trị AA chúng ta. Đúng rồi. Tiếp tục như sau. Mình sẽ chuyển toàn bộ cái này xuống những phần phía dưới. Copy. Rồi, xuống đây. Xuống đây và xuống phía dưới. Đây là TST email, TST phone, TST message. Tôi save lại, tôi sẽ thử bạn coi nha. Khi chạy lại thì báo ngay là warning that array element must be either gì đó, được chưa nào? Thì bạn hãy xem ở đây. Đây more info. Đây. Thì đối với thằng này thì mình xem thử như bạn. Rồi, mình xem thử. Các array thì bạn nên lưu giá trị ở đâu? Value, đúng không nào? Display value. Nhưng mà value hiện tại nó không cho lưu. Thì lúc này bạn hãy thay thế chữ value này bằng một cái chữ khác là default value ở đây. Rồi, bỏ đây đi. Rồi, default value. Được bạn, thì lúc này nó không còn lỗi nữa. Được chưa nào? Nó không còn lỗi này nữa. Được ha, kiểm tra form lại. AA, BBB, CCC, DDD, bấm submit dữ liệu ra và cái gì được ghi lại. Nhắc lại, đối với array thì bạn nên sử dụng là default value để lưu giá trị lại. Được chưa nào? Rồi, thì ngoài những cái form này ra thì mình còn sẽ có rất nhiều, ví dụ như quản lý về select box này, quản lý về in checkbox này, radio này và input nữa, khá nhiều. Cho nên lúc này như sau, tôi có chuẩn bị cho bạn sẵn một cái khung giao diện ở đây. Trong phần environment ha, tôi vào phần là router, screenshot và cái file là js.js ở đây. Đây là những cái dữ liệu của chúng ta về select box này, về input checkbox này, về radio này và về phần là file. Và dữ liệu này dưới dạng là js rồi, cho nên bạn chỉ cần bỏ vô mà xài thôi. Copy nội dung này ha. Sẽ thử. Ở đây tôi nhét vào dưới cái trên button nha bạn, trên button nhét vào đây, chạy thử nha. Rồi tab vô cho dễ nhìn. Mình save lại là xong. Thì bây giờ như sau, cho dễ làm ấy, thì tôi đặt tên cho từng thằng một. Ví dụ thằng này sẽ có là name ha, name là SLT City chẳng hạn như vậy. Còn những thằng này cũng như vậy ha, sẽ có name là chẳng hạn như là CHK môn học là subject. Copy tiếp tục cho những thằng phía dưới để mình làm cho nhanh. Rồi. Còn phần này thì cũng đặt tên cho nó là RLEO giới tính, được chưa bạn? Còn này cũng như vậy ha, đặt tên cho nó luôn là F-File hoặc là F-Avatar, tùy bạn. Rồi, tôi save lại, được chưa nào? Bây giờ tiếp tục mình sẽ tiến hành là lấy dữ liệu trong hàng đầu tiên ra là hàng City. Được ha? Muốn lấy dữ liệu được thì lúc này bạn cũng phải có cái hàng gì bạn? On-Chain để lấy dữ liệu ra. Bạn có biết On-Chain này. Đây, On-Chain. Rồi, tôi copy on-chain nha, để vô snack đây.
là xong. Lấy ra rồi, muốn lấy được, muốn hứng lưỡi lèo thì bạn phải có một cái stay, đúng nào? Vậy mình sẽ tạo một cái stay. Và đương nhiên cái stay của bạn phải trùng với cái tên này. Được chưa nào? Copy cái tên lên, cái stay nhá. Đây có stay, tôi phẩy một cái và tôi đặt tên cho nó là Atlanta City và các bạn cái chuột rộng. Được chưa bạn? Khá đơn giản đúng không nào? Rồi ở đây như sau, tôi ở đây. Rồi bây giờ mình đã có rồi thì mình chỉ cần hiển thị ra cái tên thôi. Hiển thị ở đây nha bạn. Content, copy xuống phía dưới một cái nữa, đặt tên là City. Vậy lấy dựa vào cái stay là SLT City. Khá đơn giản. Rồi kiếm cái kết quả như sau. Bây giờ nhập vào AA, BBB, CCC, DDD, chọn thành phố Đà Nẵng, bấm Submit. Thì rõ ràng mình được Đà Nẵng rồi. Đúng với bạn, DN, Đà Nẵng. Vì đây mình đặt là DN. Đây DN. Được chưa bạn? Khá đơn giản đúng không nào? À lúc này như sau, lúc này như sau. Nhưng mà nó vẫn chưa giữ lại cái form chúng ta. Vậy cho nên muốn giữ lại cái form mình, muốn giữ lại cái form mình thì mình sẽ quay phần form mình coi nha. Form này trong cái phần Access chúng ta, mình sẽ có thẻ form Select. Lúc này mình sử dụng như sau, mình sẽ cần một cái nữa là cái value ở trong Select. Được chưa bạn? Copy cái này, value ở trong thẻ Select. Ở đây, Select mình sẽ có một cái nữa là value. Vào cái value này mình sẽ lấy theo cái style chúng ta, SLT City. Mình xem lại, chạy thử lại. Rồi, bây giờ nhập lại nha bạn. AA, BBB, CCC, DDD. Và đây mình sẽ có là thành phố là Đà Nẵng, Hồ Chí Minh đi, Hồ Chí Minh nha. Bấm Submit. Rõ ràng dữ liệu hiển thị và cái form dữ liệu lại. Được chưa nào? Vấn đề nữa khi mình làm việc với Select như sau. À, trường hợp mà tôi muốn là mặc định khi vừa vào không phải là vô chọn thành phố mà sẽ là vừa vào sẽ là chọn Hồ Chí Minh đi. Thì như thế nào? À nghĩa là vừa vào trang, vừa refresh trang lên sẽ là hiện ra như bạn Hồ Chí Minh. À, lúc này muốn làm được như vậy thì đơn giản. Ở trong cái phần ở đây, bạn thêm được một cái là selected. Bạn chọn. Được chưa nào? Tôi save lại. Kết quả hiển thị thì nó báo một cái lỗi là Receive True, nên Boolean. À, nên nhận là một cái giá trị khác, đúng nào? Nhưng nhận như vậy. Hoặc là như vậy. Được chưa? Thì mình sử dụng như vậy đi. True. Rồi, ok. Quay lại đây. True. Rồi, kiểm tra lại. Hiểu rồi. À, hiện tại thì nó vẫn chưa có chạy được chúng ta. Selected nha bạn. Selected. Rồi. Nó báo là default value on drop select selected, sử dụng default value ở đây. Bài thử sử dụng nhé, default value. Rồi, nó vẫn chưa ra được, đúng nào? Nhưng mà nếu trường hợp ở đây tôi không xài này, à, mà store sẽ xài ở đây là thằng là HCM. À, HCM. Nhìn tôi nhá, sẽ ra như Hồ Chí Minh. À, được chưa nào? À vậy trường hợp muốn như vậy được thì bạn đơn giản là bạn thay thế đây theo ý của bạn. Được chưa nào? À mặc định thì chứ Hồ Chí Minh còn không sẽ là Select City. Được chưa nào? Đấy. Rồi, thì đây là cái chúng ta tìm hiểu được khi bạn chọn quyết định là như thế nào. Hiểu vấn đề chưa bạn? Vậy là quyết định là như thế nào? Được ha. Rồi, thì tiếp tục mình sẽ làm việc tương tự như vậy với phần là radio. Thì tôi muốn phần này bạn hãy cố gắng tự làm tôi phần radio trước. Nếu làm không được, tôi sẽ hướng dẫn bạn làm phần radio nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại bạn video sau.